là Nhị, Mãi Tỏa Ngát, Lưu Dữ và Những Bạn Vẻ Đẹp. Sách chấp thêm đôi cánh tưởng tượng cho tâm hồn trẻ thơ, đưa ta đến vùng trời mới với 1000 ánh sáng tri thức, góp phần hướng trái tim ta đến vẻ đẹp cao thượng. Những Tấm Lòng Cao Cả của nhà văn người Ý Amandine de Amici là một trong những cuốn sách như vậy. Nhắc đến nhà văn người Ý Amandine de Amici, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến ngòi bút đầy nhẹ nhàng nhưng thấm nhuần giá trị tư tưởng, triết lý. Dẫu là tác giả của biết bao cuốn sách mang dáng phốc như Làn Gió Mới đem lại nhiều giá trị sâu sắc, song thành công nhất có lẽ là hai cuốn sách Những Người Bạn Dí Dỏm và đặc biệt là cuốn Tấm Lòng mà thế giới vẫn quen gọi là Những Tấm Lòng Cao Cả, ra đời vào năm 1886 và hơn 100 năm nay đã giúp cho tên tuổi của nhà văn được nhiều người biết tới. Những Tấm Lòng Cao Cả của Amandine de Amici là một kiệt tác chịu phủ lớp bụi mờ của thời gian nhưng mang dáng vóc của bảo vật vô giá như vậy. Các chương trong cuốn sách được sắp xếp theo thời gian của một năm học, bắt đầu là tháng 10 với ngày khai giảng và kết thúc vào tháng 7 với những kỳ thi cuối năm. Liệu điều gì đã khiến cuốn sách được ví von là án văn bất diệt dưới góc nhìn trẻ thơ? Có lẽ vì tất cả câu chuyện được kể qua lăng kính của một cậu bé 10 tuổi, nhưng những gì cuốn sách đem lại là sự trăn trở của chính những người trưởng thành. Qua góc nhìn trẻ thơ, De Amici đã viết nên một bản trường ca để cảm động về giáo dục, về nghề dạy học với những hình tượng cô giáo, thầy giáo. Tuy chỉ là những dòng nhật ký cùng những mẫu chuyện ngắn ngủi hợp thành, nhưng nó lại khắc sâu trong tâm trí người đọc mãi về sau những trăn trở khôn nguôi, thôi thúc mỗi người nhìn lại chính mình. Trong các trang nhật ký của mình, Enrico không phải chỉ ghi những việc ở trường có vai trò của thầy cô, mà còn chép cả những việc ở nhà có vai trò của bố mẹ mình và một số việc xảy ra ngoài phố với sự tham gia của những người ngoài. Qua đó, ta có thể thấy Những Tấm Lòng Cao Cả là một cuốn tiểu thuyết dành cho tất thảy những người lớn trong xã hội này. Đọc sách là cách để người lớn cảm nhận về những suy nghĩ của con trẻ, và đọc sách cũng là cách để người lớn nghiệm ra rằng chúng ta đã già so với những tâm hồn bé bỏng kia. Có lẽ việc chúng ta cần làm là nuôi dưỡng tâm hồn ấy mãi đẹp, mãi tinh khôi như chính bản chất của nó vậy. Tác phẩm không phản ánh nền giáo dục nước Ý cuối thế kỷ 19, mà nó mượn hình tượng của nghệ thuật để trình bày những điều suy nghĩ về đất dục ở nhà trường và gia đình mà tác giả luôn trăn trở, cũng như một lý tưởng nghĩ suy và cất giấu trong lòng mình như một khát vọng bất diệt. Cơn Gió Mới mang tên Những Tấm Lòng Cao Cả của nhà văn người Ý đại tài đã chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim tôi. Tôi thấy chính mình qua lăng kính trẻ thơ, cảm nhận và lắng đọng sâu sắc về giá trị của giáo dục, cũng như trách nhiệm khi là một cá nhân tiếp nhận giáo dục từ cả nhà trường, gia đình và xã hội. Nếu được hỏi rằng đâu là cuốn sách đã ảnh hưởng nhiều nhất đến bạn từ trước tới nay, nhiều người, ngay cả tôi, sẽ không ngần ngại ghi ngay cuốn sách Những Tấm Lòng Cao Cả. Lời tâm sự và ước muốn của Trần Bình Quang cũng là tâm trạng của những ai đã đọc cuốn sách. Càng lớn, cứ vài năm, tôi lại xem một lần, và tôi lại cảm nhận thêm nhiều điều hay, lẽ phải. Tôi luôn ao ước có một nhà văn nào đó sẽ viết một tâm hồn cao thượng đúng nghĩa người Việt Nam ta.